phát hiện tổ chức áo đen bí mật MIB chuyên xóa dấu vết về UFO. Có một tổ chức bí mật gồm những người mặc đồ đen, MIB, Men in Black. Họ luôn xuất hiện ở bất cứ nơi nào có chạm trán UFO để dọn dẹp và xóa sạch dấu vết về UFO. Đến nay, chưa có chính phủ nào thừa nhận những MIB này làm việc dưới sự điều hành của mình. Vậy, MIB là ai? Những người mặc đồ đen bí ẩn. Những người tiếp xúc với MIB mô tả mắt của họ dường như lồi ra và phát ra một thứ ánh sáng nào đó khiến họ luôn phải đeo kính râm. MIB thường xuất hiện các nhóm 3 người, mặc đồng phục đi trên những chiếc Cadillac mới tinh. Khái niệm những người mặc đồ đen xuất hiện lần đầu tiên vào những năm 1950 và năm 1960. Theo Jerome Clark, nhà nghiên cứu UFO, cuộc chạm trán với những người mặc đồ đen đầu tiên có lẽ là vào năm 1953. Khi đó, một nhà nghiên cứu có tên Albert K. Bender khẳng định rằng ông đã khám phá ra bí mật đằng sau những chiếc đĩa bay. Tuy nhiên, sau đó Bender đã bị ba người đàn ông trong bộ đồ đen, đội mũ đen đe dọa không được phép tiết lộ bí mật. Một câu chuyện kỳ lạ khác của một gia đình vô tình nhìn thấy một UFO. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình trên đã có một vị khách vô cùng kỳ lạ viếng thăm. Ivan Sanderson kể câu chuyện này trong cuốn Uninvited Visitors, những vị khách không mời. Ông mô tả về vị khách cao tới 2 mét, cái đầu nhỏ, da trắng khác thường, trông rất đáng sợ. Người khách kỳ lạ nói rằng mình là một nhân viên điều tra bảo hiểm tới tìm một người có tên trùng với tên người chủ trong gia đình. Vị khách khẳng định rằng người mà ông đang tìm kiếm được thừa hưởng một số tiền rất lớn. Sanderson kể lại, vị khách kỳ lạ xuất hiện trong đêm tối chỉ với một chiếc áo khoác mỏng. Anh ta đưa ra thẻ chứng minh nhưng rút lại rất nhanh. Vị khách này hỏi nhiều về các vấn đề riêng tư của gia đình nhưng không đề cập gì tới chuyện UFO. Tuy nhiên, điểm đáng sợ đây là lời kể của người con gái về vị khách. Từ chiếc quần của vị khách, một dòng nước màu xanh chảy ra, không biết đó là gì. Sau khi hỏi han, người khách kia ra về. Anh ta lên một chiếc xe đen to, bên trong có hai người đang chờ, chiếc xe biến mất trong đêm tối. Năm 1963, đúng một thập kỷ sau cuộc viếng thăm của những vị khách lạ, Albert K. Bender cho xuất bản một cuốn sách có tên Flying Saucers and the Three Men in Black, đĩa bay và ba người đàn ông. Cuốn sách không chỉ đề cập đến những người đàn ông mặc đồ đen mà còn nói tới ba người phụ nữ trong đồ trắng toát. Theo Bender thì ánh mắt của họ có một sức hút kỳ lạ. Nó dường như lồi ra và phát ra một thứ ánh sáng nào đó. Đây là nguyên nhân mà họ luôn phải đeo kính râm khi xuất hiện. Thành viên của MIB thường xuất hiện với các nhóm ba người mặc đồng phục đi trên những chiếc Cadillac mới tinh. Thật hay ảo? Những người mặc đồ đen luôn có thông tin về tất cả những vụ đụng độ UFO hoặc những thứ đại loại như vậy trên thế giới. Khi xác định được mục tiêu cần tiếp cận, họ luôn điều tra cẩn thận và nắm rõ thân thế cũng như cuộc sống của người đó. Những người mặc đồ đen được ghi nhận trong các câu chuyện kể lại không có dụng cụ tẩy não nào cả. Họ không có cách nào làm cho nhân chứng quên đi việc mình đã tiếp xúc với UFO hoặc người ngoài hành tinh. Vì thế, họ sử dụng các biện pháp như đe dọa thuyết phục người đó rằng chuyện này thật ra chỉ là ảo giác, là sự nhầm lẫn, không thể có thật. Có thời kỳ, người ta cho rằng CIA chính là MIB. Tuy nhiên, sau này nhiều bằng chứng cho thấy không có bất kỳ một cơ quan chính phủ nào có thể là MIB cả. Và thậm chí cả động cơ mục đích để ra đời một cơ quan tương tự là không rõ ràng. MIB bí ẩn không kém những UFO. Tháng 8 năm 1965, một nhân chứng có tên Heflin khẳng định rằng ông đã chụp được một loạt những tấm ảnh về một UFO
trong khi đang đổ xe ở Santa Ana Freeway, Nam California. Những bức ảnh thể hiện rõ một vật thể hình đĩa bay lơ lửng trên bầu trời gây được sự chú ý lớn với dư luận. Cùng lúc đó, không lực Hoa Kỳ quyết định điều tra câu chuyện của Heflin. Kết quả cho thấy những bức ảnh kia có thể là giả. Nhưng đó chỉ là những nhận xét khi nhìn qua những bản sao của ảnh. Muốn khẳng định, người ta cần có những tấm ảnh gốc của nó. Heflin khai nhận rằng 3 trong số bức ảnh gốc đã được trao cho một người đàn ông nói rằng mình là đại diện của Bộ Phòng không Bắc Hoa Kỳ, NORAD. Tuy nhiên, NORAD phủ nhận điều này. Vậy là đã có kẻ mạo nhận để lấy đi những bức ảnh. Số ảnh này đã được công bố, như vậy là không có giá trị về tiền bạc. Nếu vậy, kẻ lấy đi những tấm ảnh có ý định gì? Che giấu sự thật về UFO, họ là ai? Ngày 11 tháng 10 năm 1967, Heflin lại gặp một vị khách kỳ lạ khác. Ông ta tự xưng là Captain C.S. Edmonds, thuộc không lực Hoa Kỳ. Captain Edmonds hỏi Heflin liệu ông còn quan tâm đến những bức ảnh hay không. Khi Heflin nói không, người đàn ông tỏ ra nhẹ nhõm. Sau đó, đột ngột người đàn ông kia chuyển chủ đề sang tam giác quỷ Bermuda. Đây là nơi xảy ra hàng loạt các vụ mất tích bí ẩn. Người đàn ông này nói rằng những vụ mất tích này liên quan tới UFO. Sau này, người đàn ông này cũng bị nhận là không phải người của không lực Hoa Kỳ. Mọi điều tra tìm hiểu về người đàn ông bí ẩn cũng không đem lại kết quả. Sự kỳ bí của MIB thậm chí đã được dựng thành một bộ phim khoa học giả tưởng nổi tiếng Men in Black từng công chiếu tại Việt Nam. Bộ phim nói về những người mặc đồ đen bí ẩn, những kẻ luôn tìm cách xóa trí nhớ của bất kỳ ai trót nhìn thấy UFO. Trong phim này, MIB là một tổ chức phi chính phủ và có nguồn gốc vô cùng bí ẩn. Tổ chức này gồm những thành viên mặc đồ đen, sử dụng một thiết bị có tên Neuralizers để xóa trí nhớ của những người đã trót thấy UFO. Dẫu rằng cho tới nay, những câu chuyện về MIB lẫn UFO vẫn chưa được các chính phủ chính thức thừa nhận, nhưng nhiều nhân chứng đã chứng minh về các sự việc này. Và nếu một ngày gặp phải UFO, có thể người tiếp theo bạn gặp sẽ là 3 người đàn ông mặc đồ đen này. Bạn sẽ làm gì?